Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Con Trai Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm nồi lẩu nấm gà thơm ngon các bạn nhé. Ở đây mình chuẩn bị một con gà khoảng 1,5 cân nhé. Mình có chuẩn bị thêm ngô, cà rốt, xà, hành tây, chanh, cà chua, gừng, ớt, hành khô, lá chanh, mùi tàu và hành lá các bạn nhé. Và mình có chuẩn bị thêm đậu phụ để ăn kèm các bạn nhé. Ở đây mình có chuẩn bị các loại nấm như nấm kim châm, nấm đâm cô, nấm đùi gà và nấm rơm các bạn nhé. Và mình chuẩn bị thêm rau ăn kèm gồm rau cải cúc, rau ngải cứu, rau muống nhé. Và mình thêm gia vị là sa tế, đường, hạt nêm, hạt tiêu, muối và nước mắm các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi chặt gà các bạn nhé. Gà các bạn nên chặt miếng nhỏ vừa ăn các bạn nhé. Đây gà mình cũng chặt là xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ để sang một bên để mình đi sơ chế nguyên liệu để mình pha nước lẩu nhá. Ở đây mình sử dụng 2 quả cà chua để mình đánh nước lẩu các bạn nhá. Các bạn thái mũi cau nhá. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị một nhánh gừng nhỏ để mình cạo sạch và đập dập các bạn nhé. Hành tím của mình ở đây mình sử dụng 4 đến 5 củ hành tím các bạn nhé. Mình sẽ đập dập băm nhỏ để tí nữa mình thả vào nước cho nó thơm các bạn nhé. Ở đây mình có chuẩn bị một quả ớt sừng, bây giờ mình sẽ thay chéo để tí là mình pha nước lẩu cho nó đẹp các bạn nhé. Tiếp tục là mình sẽ đi đập sả nhé. Ở đây sả mình chuẩn bị khoảng 5 cây sả các bạn nhé. Đập dập tí là mình cắt khúc nhé. Để đánh nước lẩu nó sẽ tạo được cái mùi thơm cho nồi lẩu gà các bạn nhé. Tiếp tục là mình sẽ đi sơ chế ngô. Ngô thì các bạn chặt khúc ra các bạn nhé. Cà rốt ở đây mình có chuẩn bị một củ. Bây giờ mình sẽ tỉa hoa và thái miếng vừa ăn các bạn nhé. Thank you.
chuẩn bị thái cà rốt xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi thái hành lá và mồi tàu ra luôn nhá. Mình sẽ thái khúc và tí mình rắc lên trên cho thơm các bạn nhé. Đây mình sẽ để đây. Đây mình có thể có sử dụng thêm một quả chanh nhé. Để tí là mình vắt vào nồi cho nó ngon nhé. Chanh của mình ở đây chanh không hạt các bạn nhé. Hành tây ở đây mình sử dụng 1/2 củ thái muối cao các bạn nhé. Để mình đánh nước cho nước nó thơm và ngọt các bạn nhé. Sau khi mà mình xào thơm tất cả các nguyên liệu của mình vừa sơ chế xong ấy, bây giờ mình sẽ đổ nước vào các bạn nhé. Sau khi mà mình đổ nước xong thì bây giờ mình sẽ đi ngâm gia vị các bạn nhé. Gia vị ở đây mình chuẩn bị một thìa canh đường, một thìa canh sa tế nhé. Tiếp tục là mình chuẩn bị 1/2 thìa canh hạt nêm và 1/2 thìa canh muối các bạn nhé. Và 1/2 thìa cà phê hạt tiêu. Và mình không thể thiếu là chuẩn bị một thìa canh nước mắm nữa các bạn nhé, để tạo mùi thơm cho nước lẩu. Bây giờ mình sẽ đảo đều và chờ nước sôi các bạn nhé. Tiếp đến là mình sử dụng thêm một quả chanh nhé, để mình tạo vị hơi chua cho nồi nước lẩu nhé. Chanh này là mình mua chanh không hạt nhé, nên là nó rất thơm các bạn ạ. Sau khi mà nước của mình đã sôi rồi ấy, mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào để mình ăn nhé. Đấy, mình cho gà này, ngô này, cà rốt này, mình cho thêm nấm này. Nấm này nấm đâm cô ăn tốt lắm các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho nấm rơm này, nấm rơm, nấm kim chi. Đây là nấm đùi gà các bạn nhé. Rau của mình ăn kèm gồm rau muống, rau cải cúc và rau ngải cứu nhé. Thì gà là luôn luôn phải có ngải cứu thì nó mới ngon được các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn nồi lẩu của mình là ngon chưa? Đầy ú các bạn ạ. Đấy bây giờ mình sẽ rắc thêm lá chanh và mùi tàu hành lá vào để ăn thôi nhé. Kênh Con Trai Vào Bếp đã giới thiệu cho các bạn cách làm nồi lẩu gà nấm thơm ngon. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh xem và ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn nhé. Mình sẽ gắp một miếng thịt gà chín lên. Ở đây bột canh của mình là bột canh mì tôm các bạn nhé. Tại vì mình ăn kèm với mì tôm nên là mình lấy bột canh. Ăn ngon lắm các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Thôi nhá, chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Bye bye.